theo tôi trên lối đi về, bao năm qua theo tôi trên con phố quen, bao nhiêu mảnh đời đâu biết giấc mơ em đêm đang có so bên hiên với giấc ngủ vui, hay buồn ba trong đêm chạy theo giấc mơ, rồi đời trôi đi xa xa phía nơi cuối trời, người bình yên nào có thấy đâu. Đã có lúc muốn khóc vỡ òa, không biết xa sao tháng ngày, bao nhiêu đêm hoang vắng có tìm hơi ấm trong tiếng mưa rơi, đôi tay em nhỏ bé giữa đời thầm cầu mong. Mịt mù bỗng ai lặng thầm biết đâu ngày về. Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ đẹp, tôi với ca đi trên từng con phố quen, quanh tôi không còn tiếng khóc giữa đêm nao lòng, đôi tay đan vô nhau là những phép màu, đôi tay đan vô nhau dệt những ước mơ, mỉm cười nhìn em đã thả bước vui đến trường, những mầm xanh rồi sẽ nở hoa, giang đôi tay ôm lấy mảnh đời không biết xa sao tháng ngày. Bao nhiêu đêm em đã cố tìm hơi ấm trong tiếng mưa rơi, đôi tay xin đan lấy phép màu, hãy cùng tôi chia sớt cho đời, ước mơ một ngày sẽ không còn người buồn đau. Vâng, kính thưa quý vị, ca sĩ Mỹ Tâm. Và cô vừa hát và chúng ta nghe một sáng tác mà do cô tự viết, bài hát Những Ngón Tay Đan, đúng không ạ? Một bài hát mang thông điệp xã hội. Cùng viết với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Dạ. Và chúng ta cùng chia với nhau những khó khăn. Tôi rất là ấn tượng và rất là thích cái câu hát đó, cái thông điệp đó trong bài hát. Nói đến những cái công việc xã hội thì có lẽ quý vị theo dõi cũng đã thấy là trong cái thời gian vừa qua thì ngoài những cái hoạt động về nghệ thuật của mình thì Đỗ Thủy thấy là Mỹ Tâm đã có những cái sự xuất hiện trước công chúng, được chuẩn bị về những cái chương trình mà mang tính cộng đồng xã hội, rất là chuẩn bị lên kế hoạch rất là kỹ và rất bài bản. Bằng đặc biệt là cái chương trình Nâng Bước Ngày Mai là chăm lo cho các cái em nhỏ học bổng để các em đến trường. Đó không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai riêng về chương trình đó, và rất là nhiều những hoạt động khác. Thì ngày hôm nay đến với chương trình này một lần nữa lại chia sẻ với miền Trung quê hương của mình. Thì Mỹ Tâm có muốn nhắn nhủ điều gì không? Nhắn gửi điều gì không? Hôm nay tham dự chương trình này Tâm cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì mình có thể chia sẻ được một chút xíu tình cảm của mình đối với miền Trung thân yêu. Thật sự là
Tâm đã đứng trong cái cơn bão đó, trong cái ngày mà xảy ra bão. Hồi đó giờ thì nghe báo chí hoặc là mình chỉ ở xa thôi, mình chỉ nghe về bão. Nhưng mà hôm đó là mới vừa làm xong chương trình Nâng Bước Ngày Mai, Tâm tự làm thì Tâm ở lại, thì ngay cái buổi hôm đó, ngày hôm sau là sẽ bị đã bị bão rồi. Và Tâm chứng kiến, Tâm cảm thấy rất là buồn. Tất cả mọi thứ đã tan hoang hết sau một đêm thôi. Và cảm giác nó rất là sợ. Khi mà mình đã ở trong vị trí đó rồi, mình cảm thấy rằng là mình rất là đau lòng. Để Tâm hy vọng rằng là những chương trình như thế này, phải nói là nó rất là thiết thực, và hy vọng là sẽ có còn nhiều những chương trình như thế này nữa. Mình chỉ nghe nói là nhiều thôi, chứ còn đây mà khi vào thực tế thì mới thấy tất cả những điều mà quý vị đang làm hết sức là quý báu dành cho tất cả những người đang khốn khó ở miền Trung. Đúng là khi mà đối diện phải tận mắt nhìn thấy thì quý vị sẽ cảm nhận hết được điều này. Cảm ơn Mỹ Tâm rất là nhiều. Quý vị thấy là tất cả các anh chị em nghệ sĩ hôm nay đến đây hát với quý vị rất chân thành và giản dị, đúng không ạ? Chúng tôi mong là quý vị có thể cảm nhận được điều này và hãy làm một động tác nhỏ nhỏ ủng hộ cho chương trình vì những người đồng bào miền Trung của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm và tiếp nối với chương trình. Xin quý vị hãy cùng đến với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát Giọt Sương Trên Mí Mắt với phần thể hiện của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.